Ê, em đang quay video đăng TikTok phải không? Dạ đúng rồi. Em đang quay để quảng cáo trà Yến đúng không? Đúng rồi. Bảo đảm vậy, không bao giờ lên xuống được. Biết vì sao không? Bởi vì như thế này, TikTok là nơi để giải trí, không phải nơi để bán hàng. Bây giờ làm sao? Bây giờ chỉ em ba cách vô cùng đơn giản để giúp video của em chắc chắn lên xuống, muốn nghe không? Anh nói em nghe thử. Đầu tiên này, em đã quay được bao nhiêu cái video kiểu này rồi? Dạ, em quay 20 cái rồi đó. Em quay 1000 cái, không bao giờ lên luôn. Bây giờ phải Cách làm sao? đơn giản đầu tiên này, nó là như này nhá. Là thay vì em đang dạy quảng cáo trà Yến, em sẽ dạy hướng dẫn người ta cách để làm ra trà Yến, tức mình làm được luôn. Mùa hè nắng nóng vậy mà mình quay cái cách làm vậy chắc là Đúng hơi rồi, sốt chỉ đó. người ta sau đó nói là dạy ăn trà Yến này không chỉ dạy tốt cho sức khỏe mà còn đẹp da, còn sống thọ hơn, thấy không? Đúng, đúng, cái đầu tiên. Cách thứ hai này, em phải đặt mình vào vị trí của khán giả, của người xem. Ví dụ hôm nay là dạy anh đến quán em ăn rất là thích, anh ăn một lúc 5 cái tô này liền, hoặc có một người khác bên kia đúng rồi, ăn lúc 10 tô, khách em hay ăn vậy đó. thì em nói gì ạ? Em quay lại cảnh trải nghiệm, là gì ạ? Cảnh khách hàng ăn ngon lành, ăn 5 tô thì chứng tỏ nó ngon. Mình không nói nó ngon, nhưng ăn 5 tô mà ăn hết, uống không còn một giọt nước nào, chứng tỏ nó ngon. Đúng, gọi là trải hay. Nghiệm. Rồi cuối cùng này, cách thứ ba đó là chơi mini game. Chơi thử sao? thách, ai ăn được nhiều chè Yến nhất, người đó có thưởng. Thế là gì ạ? Có người ăn 30 ly một lúc, 50 ly. Em mời là gì ạ? Những người như Nga Sumo về ăn 100 ly một lúc. Ôi dồi ôi, đúng rồi hả? Đúng nổi rồi. tiếng nhất Việt Nam thôi.